Các bạn, đây là mẫu tai nghe mới bên mình nha. Thì đây tai nghe một bên nha. Thì nó khá là phù hợp cho bạn nào hay đi ngoài đường, hay di chuyển ngoài đường, hoặc là đeo chỉ đeo một bên thôi. Thì đây là tai thì có phần điều chỉnh này, phần nút điều chỉnh này, có cảm ứng ở đây nha. Cái này là các bạn cảm ứng chạm này. Đây là nút nguồn nha. Thì tai nghe này đeo thì trên tai thì nó khá là bám tai và sẽ không bị rơi ra đâu nha. Thì sẽ đi cùng với cáp sạc. Thì tai nghe này có khả năng chống nước, đi mưa hay là mồ hôi thì các bạn không phải sợ nha. Thì ở đây mình tai nghe này sẽ nhận được cuộc gọi này, ghi âm các thứ. Thì tai nghe này sẽ có khả năng nghe cuộc gọi trực tiếp trên tai nha. Đây mình sẽ bấm nghe này. Đó. Đấy, các bạn có thể nghe trực tiếp ở trên tai luôn. Các bạn có thể điều chỉnh các khác ở trên này luôn. Đây, bấm để kết thúc cuộc gọi. Đó. Có thể điều khiển trên tai mà không cần phải dùng đến điện thoại nha. Ok.